biết nào dùng và cũng khiến cư dân mạng thích thú vì quá mới lạ. Tại tiệc cưới Cam Ranh, cô dâu Buka đã có màn xuất hiện nhiều cảm xúc. Nữ diễn viên diện váy trắng bước ra từ tiếng hò reo và giọng nước mắt của dàn khách mời vì biết. Ngoài chiếc váy cưới, cư dân mạng cũng dành sự chú ý cho bó hoa độc lạ của Buka. Chưa từng có trong tiền lệ vì biết, cô dâu dùng bồ câu anh để kết hoa cưới. Theo đó, Buka rất yêu thích hoa bồ câu anh nên mong muốn chọn loại hoa này để cầm tay trong ngày trọng đại. Cô dâu mới cho biết đây là bó hoa siêu hiếm, khó tìm, khó chăm và khó giữ, nhưng vẫn quyết tâm sử dụng cho hôn lễ của mình. Buka đã đánh điều bất chấp rủi ro hoa sẽ bay đi trong lúc cô bước vào lễ đường, bởi lẽ đặc tính của hoa bồ câu anh là cánh mỏng manh, dễ phát tán theo chiều gió và chỉ nở theo khung giờ. May mắn suốt thời gian Buka thực hiện các nghi thức ở biển thì bó hoa tương đối còn nguyên vẹn. Đến tiệc tối, Buka không thể tung bông hoa như nhiều cô dâu khác mà phải đặt bên trong chiếc hộp. Sau đó phát chìa khóa ngẫu hứng cho khách mời muốn xin vía. Cuối cùng Minh Tú đã mở được bông hoa, nhưng bồ công anh đã bay đi gần hết, chỉ còn lại những phụ kiện trang trí. Loại hoa Buka cầm tay có giá khá đắt và khó bảo quản, hiếm cô dâu biết nào lựa chọn. Tuy nhiên, nó lại mang ý nghĩa tốt đẹp về tình yêu. Bồ công anh là ảnh tượng trưng cho tình cảm tươi mới, trong sáng và thuần khiết, nhưng cũng không kém phần tinh nghịch của đôi lứa. Ngoài ra, nó còn thể hiện được sự tin tưởng của cả hai dành cho nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức của kênh Bật Mí News. Các bạn đừng quên subscribe để nhận những clip và tin tức hay hấp dẫn mỗi ngày nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.